Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, kết quả xét nghiệm PCR sáng ngày 9 tháng 11 phát hiện 139 ca mắc mới. Thành phố Trà Vinh 40 ca, huyện Trà Cú 22 ca, huyện Càng Long 17 ca, huyện Tiểu Cần 15 ca, huyện Dương Hải 14 ca, thị xã Dương Hải 12 ca, huyện Cầu Ngang 10 ca, huyện Châu Thành 5 ca, huyện Cầu Kè 4 ca. Thành phố Trà Vinh 40 ca, trong đó có 16 ca là công nhân, 13 ca trong khu phong tỏa, 8 ca trong cộng đồng, 2 ca tại cơ sở y tế, 1 ca tại phòng khám đa khoa tư nhân. Quyền Trà Cú 22 ca, 3 ca là người từ ngoài tỉnh về, có 19 ca trong cộng đồng, xã Luân Ngập Anh 15 ca, xã Kim Sơn 2 ca, xã An Quảng Hữu 2 ca. Quyền Càng Long 17 ca, 10 ca là người từ ngoài tỉnh về, 3 ca là F1 và 1 ca tại phòng khám đa khoa tư nhân. Có 3 ca trong cộng đồng, ở xã Quyền Hội 2 ca, xã Nhị Long 1 ca. Quyền Tiểu Cần 15 ca đều ở xã Tân Quà, trong đó 4 ca trong cộng đồng huyện Dương Hải 14 ca, trong đó có 9 ca trong cộng đồng, 8 ca có địa chỉ ở xã Ngũ Lạc, 1 ca ở xã Đông Châu, 3 ca là người từ ngoài tỉnh về, 2 ca là F1. Thị xã Dương Hải 12 ca, trong đó có 5 ca trong cộng đồng, có địa chỉ ở xã Dân Thành, 4 ca là F1, 3 ca được sàng lọc tại cơ sở y tế. Huyện Cầu Ngang 10 ca, trong đó có 6 ca là F1 và 4 ca là người từ ngoài tỉnh về. Huyện Châu Thành 5 ca, trong đó có 3 ca trong cộng đồng, có địa chỉ ở xã Qua Lợi, 1 ca là F1, một ca được sàng lọc tại phòng khám đa khoa tư nhân. Quyền cầu kè 4 ca, có 3 ca là người từ ngoài tỉnh về và một ca là F1. Tính đến sáng ngày 9 tháng 11, Trà Vinh có 3.610 bệnh nhân COVID-19, có 2.149 bệnh nhân được điều trị khỏi, 27 ca tử vong.